Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19h45, Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 4 của câu chuyện Khi chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong 3 tập truyện của 3 ngày Tết, thì ngày hôm nay ngày mùng 4 Tết Tâm An lại tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết hấp dẫn nhất về cuộc đời cô gái tên là Hạ Thu. Sau khi mà lấy chồng và trả nợ cho cậu mợ của mình, lo lắng quan tâm đến sức khỏe của cậu mợ thì Hạ Thu lại tiếp tục được chàng trai Gia Khiêm thương yêu chăm sóc và giúp cô có một công ăn việc làm mới. Nhưng mà, cái cô gái Mộng Cúc kia lại luôn luôn bên cạnh và dò xét để chiếm được trái tim của Gia Khiêm. Mộng Cúc là ai? Người đàn bà này có liên quan gì đến Hạ Thu hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Khi chồng là người tình của mẹ, tác giả Hoàng Trị. Gia Khiêm không hiểu tại sao mọi biểu cảm của Hạ Thu lại khiến cho anh đề tâm như vậy. Giống như khi nãy nhìn cô giống như đang ghen, anh lại muốn trêu thử xem cô như thế nào. Sau đó biết cô giận, anh lại giải thích. Những điều này trước nay anh không hề có với bất kỳ ai, ngoại trừ Mỹ Liên. Đem chai dầu đặt lại bàn trang điểm, anh châm một điếu thuốc, rồi ra ngoài hành lang đứng hút. Hình như trái tim đóng băng nhiều năm của anh đang bắt đầu tan chảy. Từ ngày năm kể từ ngày Mỹ Liên rời bỏ anh, thì gần như anh khóa chặt lòng mình lại, không muốn có lỗi với cô, cũng như sự ám ảnh trong lòng anh quá lớn, khiến anh bất dần đi cái cảm giác muốn được yêu thương ai đó. Nhưng từ khi Hạ Thu xuất hiện, thì mọi thứ dần thay đổi. Những lúc anh không hiểu được cảm xúc của mình là gì. Từ cô anh bắt đầu để tâm đến rất nhiều điều xung quanh. Không lẽ trái tim của anh đã dao động trước cô? Mà làm sao có thể đáng nhẽ ra ở cái tuổi của anh thì tình cảm vốn đã chai sần mất đi cái lửa đam mê thì bây giờ nó lại chỉ mới bắt đầu nhen nhóm đưa điếu thuốc lên miệng anh hít một hơi dài trong màn đêm từng làn khói xám tỏa ra càng làm cho gương mặt mang theo đường nét của thời gian thêm phần hiện rõ mỹ liền à có lẽ đến lúc anh phải bắt đầu cuộc sống mới cho bản thân của mình liệu em có trách anh không Cầm điếu thuốc còn cháy dở Ánh lửa đỏ chợt tắt ngắm Về đêm gió mang theo cây lạnh đặc trưng Của sự cô đơn lẻ loi Gia khiêm quay người trở về phòng Anh nhẹ nhàng khép cửa lại Nhìn cô vợ nhỏ đã say giấc Anh mỉm cười rồi đưa tay tắt đèn rón rén lên giường nằm ngủ Sáng hôm sau tôi thức dậy Thấy bên giường đã trống trơn Nhìn phòng tắm cũng đang mở cửa Không lẽ chồng tôi đã đi làm rồi sao Tối qua nửa đêm vô tình tôi giật mình thức giấc Thì phát hiện chồng đang nằm ngủ kế bên Vậy là tối hôm qua Chồng tôi không đi đâu cả Và rồi tôi lại tiếp tục ngủ Nhìn đến đồng hồ bây giờ mới 6 giờ hơn Sao chồng tôi đi làm sớm như vậy Chắc hẳn công việc của anh rất nhiều Nhớ đến lời tối qua chồng tôi nói Muốn được đi làm Mà giờ phải chờ chồng suy nghĩ Tôi ngồi dậy bước chân xuống giường Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân Chờ ra mới có 6 rưỡi Tôi liền mở cửa để đi xuống dưới nhà Mẹ chồng tôi có thói quen uống trà vào sáng sớm Nên vừa xuống tới Đã nhìn thấy bà Dạ con chào mẹ Chồng con đi làm rồi hả mẹ Ừ Dạ khiêm nó đi lúc 6 giờ Mà chồng con đi làm mà con không hay à Dạ vâng Do tối qua con ngủ muộn Sáng nay con ngủ quên mất Bà đặng nghe như vậy thì cười ngay Vì nghe Hạ Thu nói như vậy Bà liền nghĩ ngay đến một chuyện Thế chắc là con mệt lắm nhỉ Xem ăn sáng rồi lên phòng nghỉ ngơi thêm đi con Dạ vâng Con không mệt lắm đâu mẹ Mẹ hiểu chứ Mẹ phải cảm ơn con Vì hương hòa cho nhà họ đặng này Mà áp lực Nhưng mà con đường quá Áp đặt nặng nề Ảnh hưởng tới tâm trạng không tốt Dù mẹ con mong thật đi Nhưng mà cứ để thuận theo tự nhiên Thì ra mẹ chồng đang hiểu nhầm ý của tôi Nhưng mà tôi không thể nào lên tiếng giải thích Nên đành để cho bà hiểu nhầm vậy Thế tối qua đi tiệc có vui không con? Dạ vâng, con vui lắm, bà nội Hà rất tốt với con. Sao lại gọi là bà nội Hà? Lúc này tôi mới kể cho mẹ chồng nghe chuyện bà nội Hà nhận tôi làm cháu nội. Bà đặng không ngờ, Hạ Thu chỉ lần đầu gặp mặt mà khiến cho bà bạn già của mình yêu thương đến như vậy. Đúng là bà không nhìn nhầm cô con dâu này rồi. Bà nội Hà còn tặng cho con một sợi dây rất là quý giá, con có từ chối mà không được mẹ ạ bà ấy cho thì con cứ nhận bà ấy cưng quá rộng rãi rồi con đừng có sợ mà sợi dây gia truyền của nhà bà ấy đúng là con được bà ấy quý rồi đấy đây là sợi dây gia truyền à mẹ ừ đó là vật truyền nhiều đời của nhà bà hà chắc là phải thương lắm mới cho con đấy thôi nếu nó quý như vậy con nên trả lại thì hơn à mẹ con cứ cầm lấy con bây giờ chẳng phải là cháu nội của bà ấy rồi sao tôi nhớ ra rằng hạo dân cũng chính là cháu nội của bà hà đáng lẽ ra sợi dây này phải cho anh ta mới đúng nhưng mà mẹ ơi bà nội hà đang còn một người cháu trai nếu cho con như vậy thì không hay cho lắm ạ à? bà đặng với bà hà đã quá thân nên chuyện gia đình của bà bạn bà hiểu rõ hơn ai hết cũng vì vậy mà bà thương cho bạn già của mình lắm đâu ai muốn xem con cháu người khác là con cháu của mình bao giờ cũng vì kẹt Ai, chẳng qua con dâu không sinh được mà con trai lại quá yêu vợ nên người làm mẹ như bà hà cũng khó xử thật ra đấy không phải là cháu ruột của bà hà là sao hả à, mẹ người đó chỉ là con riêng của con dâu bà hà thôi trước khi con trai bà ấy cưới về thì con dâu đã có con rồi nó cũng tội lắm cũng như mẹ mong cháu mà mẹ thì lại còn may mắn hơn Tôi nghe như vậy thì hiểu Lời bà nội Hà Lúc nói với tôi ở trong phòng Bà thôi con vào ăn sáng đi Rồi lên phòng mà nghỉ thêm cho khỏe Mẹ, mẹ vào ăn cùng con luôn đi ạ à? Thôi, mẹ vừa mới ăn xong Mẹ, mẹ cho con qua nhà bà nội Hà chơi nhé Sẵn con muốn gửi lại sợi dây cho bà ấy Bà đặng dù nói rằng cô cứ cầm lấy Nhưng mà cô lại muốn trả thì bà cũng đành chịu. Mãi như vậy thì mới thấy cô không phải là người tham lam, nên trong lòng lại càng yêu mến cô con dâu này. Thôi được, thế thì tùy con. Nhưng mà biết nhau nhiều năm, mẹ hiểu tính bà ấy, bà ấy không nhận lại đâu. Dù mẹ chồng nói như vậy, nhưng tôi cũng muốn cười lại. Vật gia truyền quý như vậy, làm sao mà tôi dám nhận chứ? Tôi vào phòng ăn sáng thì bà giáo mang thức ăn cho tôi. Có một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi cảm thấy hơi trống trải dù đồ ăn rất ngon ăn xong tôi trở lên phòng sửa soạn bỏ sợi dây vào túi sách chuẩn bị đến nhà bà nội hà do trước đó xin phép mẹ chồng tôi rồi nên tôi không qua phòng bà nữa tài xế chờ tôi đến cổng nhà bà nội hà tôi bước xuống nhấn chuông cửa lát sau có người trong nhà ra mở cửa tôi liền nói ngay dạ cháu muốn tìm bà nội hà người giúp việc cũng nhận ra hạ thu là người tối qua được bà Hà nhận làm cháu nuôi nên thái độ đối với cô có phần cung kính. Mời cô vào nhà. Tôi gật đầu cảm ơn sau đó bước vào trong, vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy vợ của chú Quốc, người tối qua tỏ ra không thân thiện đối với tôi, nhưng mà tôi phải lấy phép cúi đầu. Dạ con chào thím ạ. À. Bà Kim Thoa thấy Hạ Thu, sắc mặt của bà không mấy vui vẻ. Cô đến đây làm gì thế? Hôm qua mới được mẹ chồng tôi nhận làm cháu Hôm nay tìm đến đây để vòi vĩnh à? Tôi nghe lời nói có phần khó chịu, nhưng cũng khinh thường mình lắm. Cố gắng tỏ ra bình thường. Chắc là thím hiểu nhầm gì cháu rồi. Thật ra cháu tìm bà nội hà. Chỉ muốn gửi lại đồ thôi à? Gửi cái gì? Đưa đây cho tôi. Mẹ chồng tôi đang nghỉ ngơi. Không muốn ai quấy rầy. Tôi nghĩ rằng gửi lại sợi dây thì đưa cho bà chắc cũng được. Dù gì đây cũng là con dâu của bà nội hà. Tôi mở túi sách, lấy ra sợi dây. Vậy phiền thím gửi cho bà nội Hà giúp cháu ạ. À? Bà Kim Thoa vừa thấy sợi dây thì hai mắt sáng lên rửng rỡ, bà đã tưởng ao ước được cầm lấy nó, nhưng chưa có cơ hội thì giờ vật gia truyền của nhà họ Lý lại đang ở trước mặt bà. Nhanh đưa tay ra cầm lấy, nhưng do sơ ý làm sao, mà sợi dây lại rơi xuống sàn. Cùng lúc này thấy mẹ chồng từ thang máy đi đến, vội vàng lên tiếng. Cô có biết đây là vật gia truyền hay không? Mẹ chồng tôi thương cô, nên mới tặng cô. Ngay cả tôi làm dâu còn chưa được phúc phần đó. Vậy mà cô không biết điều. Không lấy thì thôi, lại còn ném như vậy. Tôi đang không hiểu những gì mà bà Kim Thoa nói. Thì giọng của bà nội vang lên. Có chuyện gì mà ôm sùm như thế? Tôi quay lại thấy bà nội Hà, nhìn đến sợi dây đang nằm dưới sàn cùng với lời nói khi nãy của bà Kim Thoa. Tôi sợ bà nội Hà hiểu nhầm Nên vội vàng nói ngay Bà nội Bà Hà nhìn sợi dây chuyền Nhìn đến con dâu Rồi sau đó nói với Hạ Thu Con cầm sợi dây Theo bà lên phòng Tôi cúi xuống nhặt sợi dây lên Rồi đẩy xe của bà nội Hà đi Trong lòng tôi đang sợ bà hiểu nhầm mình Mà tôi không ngờ bà Kim Thoa Lại vô họa cho tôi như thế Không thích tôi Nhưng cũng đâu cần phải làm như vậy Bà Kim Thoa thấy Hạ Thu đẩy mẹ chồng đi Trong lòng thầm nghĩ Thế nào mẹ chồng cũng nghĩ rằng Hạ Thu Là đứa không ra gì Khi mà vứt sợi dây như vậy Cũng may mà mẹ chồng đến kịp thời Còn nói những lời đó cho mẹ chồng nghe Có thể vì vậy Mà bà sẽ thay đổi quyết định của mình Với suy nghĩ đó Khiến cho bà Kim Thoa vui mừng trong lòng Tôi theo bà nội Hà vào trong phòng Vội vàng lên tiếng giải thích Bà ơi bà những gì lúc nãy không hoàn toàn như bà thấy đâu ạ. À? Bà hiểu. Bà Hà là người quá hiểu tính con dâu. Hơn hết, bà tin ở mắt nhìn người của bản thân mình. Hạ Thu không bao giờ làm ra những việc như con dâu mình nói. Cho nên bà mới kêu Hạ Thu đưa mình lên phòng. Lúc này tôi mới đưa sợi dây cho bà nội Hà. Bà cho con gửi lại. Được bà thương, nhận làm cháu nội. Con đã có phước phần lắm rồi. Còn món quà này nó quý giá, con không dám nhận đâu ạ. À? Bà nói rồi, bà cho con, con cứ cầm lấy. Nhưng đây là vật gia truyền của nhà bà mà. Thì hiện tại, con cũng là cháu của bà. Nếu bà vui thì con phải cầm lấy, không thì bà buồn lắm. Bà nội Hà nói như vậy tôi đành phải nhận, nhưng trong lòng vẫn rất áy náy, nhất là thái độ của bà Kim Thoa khi nãy. Nếu biết tôi vẫn nhận sợi dây thì chắc chắn bà sẽ có thành kiến với tôi. Hôm nay con qua chơi Ở lại dùng cơm với bà luôn nhé Tôi cũng không có bận gì Nên nghe bà nội Hà nói như vậy Tôi liền đồng ý ngay Dạ, thế con làm nhà bà Tốn thêm gạo rồi ạ à? Hơ ừ, cái con bé này Con ăn bao nhiêu đâu Con đùa bà đấy Không biết sao chứ tiếp xúc với con Bà cứ có cảm giác thương mến lắm Con cũng vậy Chắc kiếp trước mình là bà cháu Cũng không chừng bà nhỉ Chắc là vậy rồi Nói xong cả tôi và bà Hà cùng nhau cười, tôi nói chuyện với bà một lúc lâu thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi liền đứng lên và nói: "Để con ra mở cửa cho ạ." À? Tôi đến mở cửa thì nhận ra là người giúp việc mở cổng cho tôi khi sáng. Tôi mang thuốc lên cho bà chủ. "Dạ vậy cô đưa cho con, con mang vào cho bà." "Vậy phiền cô." Tôi bưng chén thuốc vào đến nơi, tôi hỏi bà Hà: "Bà ơi bà bị bệnh gì mà phải uống thuốc ạ?" À? Bà Hà do lần bị tai biến, may là nhẹ, nhưng từ đó chân của bà đi đứng khó khăn nên phải nhờ cậy vào xe lăn để di chuyển. Mấy năm gần đây xương khớp của bà lại hay đau nhức, nó nặng hơn khi vào mùa lạnh, vì vậy bà phải uống thuốc hàng ngày, tuy không dứt hẳn nhưng cũng làm bà giảm bớt phần nào. Chân của bà đau xương khớp, cứ đến mùa lạnh lại đau nhiều hơn. Tôi nghe như vậy thì thương bà. Tôi nghĩ bà cứ ngồi xe suốt như thế Chắc cũng vô cùng bức bối. Tôi liền nảy ra một ý. Hãy để con xoa bóp chân cho bà nhé. Thôi, phiền con lắm. Có sao đâu ạ. À? Hồi nhỏ, con cũng hay bóp chân cho bà ngoại con. Con đúng là một đứa cháu hiếu thảo. Sau đó tôi đưa bà lên xe lăn xuống ghế sofa ngồi. Tôi bắt đầu xoa bóp hai chân cho bà. Sợ bà đau nên tôi hỏi. Con có làm bà đau thì bà phải nói cho con biết nhé bà hà nhìn hạ thu mà gật đầu có cô chuyện trò bà cảm thấy đỡ buồn đi rất nhiều thường thì bà chỉ ở trong phòng một mình không thì xuống dưới nhà con trai thì bận việc còn con dâu thì dù ở nhà nhưng cả hai lại rất ít nói chuyện với nhau có lẽ phần do không hợp cũng như có nhiều việc bằng mặt không bằng lòng nên rất là khó gần gũi còn hạ thu thì lại biết cách nói chuyện bây giờ còn mát xa chân cho bà điều mà trước giờ không có ai làm điều đó khiến cho bà xúc động lại càng thêm quý mến Hạ Thu. Bà ơi, bà có thấy thoải mái hơn không ạ? Con nghĩ bà phải thường xuyên vận động để máu huyết nên được lưu thông thì chuyện đau nhức xương khớp ấy chắc chắn là giảm bớt bà. Nhà này hầu như ai cũng bận, chả ai quan tâm đến bà già này. Chỉ có mỗi con là nghĩ cho bà thôi. Dạ, nếu không phiền, con thường xuyên đến đây trò chuyện, xoa bóp chân cho bà nhé. Nếu được như vậy thì tốt, có còn ấy, bà có người mà thù thì. Tôi bóp chân cho bà thêm một lúc nữa thì ngưng. Thấy thuốc cũng nguội rồi, nên tôi nói với bà. Thuốc chắc hết nóng rồi, bà uống đi à? Cảm ơn con. Sau khi bà uống xong, tôi cầm lấy chén thuốc. Để con mang xuống dưới nhà dọn dẹp. Con cứ để đấy, tía có người lên cầm xuống. Cũng không phải là việc gì nặng nhọc, con mang xuống một chút là xong à? bà Hà nhìn Hạ Thu đi rồi thì mỉm cười con bé đúng là một cô gái lương thiện tốt tính nếu mà con bé là cháu của mình thật thì tốt biết bao không cần cứ có con trai miễn là hiếu thảo, lễ phép là được tôi vừa đến hành lang thì không ngờ chạm mặt của Hạo Dân tôi định bước đi thì anh ta lên tiếng cũng xem như quen biết tại sao gặp anh mà em lại né tránh như vậy chứ điều đó thì anh phải tự hiểu chứ à? hạo dần nhếch môi cười gặp nhau mấy lần nhưng lần nào cô cũng không để anh vào mắt ngược lại điều đó càng làm cho anh thêm phần thích thú với cô thật sự anh suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra câu trả lời tại sao em lại ghét anh như vậy chứ đơn giản anh không tốt nên tôi không muốn dây vào em chưa tiếp xúc với anh làm sao em biết được rằng anh không tốt mà người không tốt ý đáng nghĩa ra phải là ông chồng già của em mới đúng tự nhiên anh ta lôi chồng tôi vào chuyện này khiến tôi càng không thể nào có thiện cảm chồng tôi thế nào tôi tự hiểu rõ hơn ai hết mà anh nói chồng tôi già ngược lại tôi không thấy già chút nào mà còn trẻ hơn cả anh đấy nói xong tôi đi thẳng xuống cầu thang tôi không muốn ở lại nhìn cái khuôn mặt kênh kiệu đó của anh ta còn hạo dân thấy hạ thu đi như vậy trong lòng anh ta không cam tâm khi mà cô bảo anh không hề trẻ bằng chồng của cô trong khi anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi còn người kia đã gần 40 Anh luôn thắc mắc Tại sao một cô gái trẻ như cô Lại đi cưới một người đàn ông già Như Đặng Gia Khiêm làm chồng chứ Không nhịn được Hạo dân cất tiếng Em lấy người đó vì tiền Có đúng không Nhưng lúc đó Hạ Thu đi khuất ở lối cầu thang Hạo dân tức tối mà đưa chân đá vào Thành cầu thang mà nói tiếp Tiền anh đây cũng có Để anh xem Đặng Gia Khiêm đó Có bản lĩnh gì hơn anh tôi đi được một nửa thì nghe được lời nói của hạo dân dù tôi và chồng có là gì đi nữa thì một người ngoài như anh ta chẳng cần phải biết xuống đến dưới phòng khách tôi bước vào phòng bếp thấy cô giúp việc đang làm đồ ăn tôi lên tiếng nói ngay con mang chén thuốc của bà nội xuống đây dọn dẹp à sao cô không để trên đấy chút tôi lên tôi lấy cũng được dạ không sao đâu cô con mang xuống cũng đâu mất nhiều thời gian cảm ơn cô mà cô đang làm đồ ăn à để con phụ cho. Thôi, cô lên với bà chủ đi, ở đây bẩn lắm, không may dính đồ của cô mà bà chủ lại mắng tôi. Tôi nghĩ nhà giàu đúng là lắm phép tắc, ở đây cũng giống như nhà chồng của tôi, khi tôi muốn giúp bà sáu, bà cũng nói y như vậy. Không muốn làm cô giúp việc khó xử nên tôi bước ra, vừa hay lại chạm mặt bà Kim Thoa. Cô cũng ghê gớm quá nhỉ, hết lấy lòng mẹ chồng tôi, bây giờ đến cả người giúp việc Cô còn không tha, chưa gì đã tính toán để chiếm chọn ngôi nhà này. Tôi vẫn đang còn sống sở sở ở đây, thì một người ngoài như cô đừng mong đạt được mục đích của mình. Tôi chẳng hiểu tại sao bà ta lại suy diễn đến mức như vậy. Con chỉ mang chén thuốc của bà nội vào dọn dẹp thôi, chứ không có ý gì cả. Tại sao thím nói con như vậy à? Tôi quá dành mấy người như cô, nên cô đừng hòng qua mặt được tôi. Sau đó bà ta nhìn đến người giúp việc bằng ánh mắt cảnh cáo. Còn bà, lo mà làm công việc của mình, không thì coi chừng tôi đấy. Dạ vâng, tôi tôi biết rồi ạ. À. Tôi thấy như vậy thì hơi ai nấy, vì tại tôi mà cô giúp việc bị bà ta mắng mỏ. Tôi cũng không ở lại thêm nữa, mà trở lên phòng của bà nội. Lúc mở cửa vào thì thấy bà ngủ say, tôi liền lấy chăn đắp lên người cho bà, sau đó cầm túi sách nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để tránh cho bà thức giấc không phải tôi không giữ lời ở lại dùng cơm với bà mà là do bà kim thoa vốn chẳng ưa tôi ở lại chỉ làm cho mọi người không vui vẻ huống gì còn có cả hạo dân tôi xuống phòng khách thì lại gặp bà ta dù gì phải chào một tiếng nên tôi cũng nói ngay dạ thưa thím con xin phép về về sớm thế à không ở lại thêm à biết bà ta đang nói khích mình nhưng đối với người lớn hơn Thì tôi phải giữ phép Nhưng không vì vậy mà tôi nhịn bà ta Dạ con cũng định ở lại ăn cơm Tại bà nội có bảo Nhưng con sợ lại có người nghĩ con giành ăn Nên con xin phép về Nhà con gạo cũng không có thiếu Đến nỗi còn dư Cho heo hàng xóm ăn lấy thím mà Mày nói cái gì Mày nói ai giành ăn Hả con kia Lúc này Hạ Thu đi khuất ra ngoài nên càng làm cho bà kim thoa tức tối ai làm gì mà mẹ giận thế hạo dân từ trên lầu đi xuống thấy mẹ mình sắc mặt không vui còn ai vào đây nữa đều tại cái đứa cháu nội từ trên trời rơi xuống của bà nội con đấy hạo dân vừa nghe thì biết là hạ thu mà anh thừa hiểu tính tình của mẹ nên nói ngay không lẽ vì cô ấy được bà nội nhận làm cháu nên mẹ sợ tranh giành tài sản nên mới ghét cô ấy như vậy sao con là con trai của mẹ Mà con dám ăn nói như vậy với mẹ sao Con chỉ nói sự thật thôi à Trước lời lẽ của con trai Càng làm cho bà kim thoa Tức thêm Nhưng bà lại không làm gì con trai của mình được Bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của bà Bao nhiêu kỳ vọng Bà đều đặt ở cả anh Bà bây giờ con tính đi đâu Mẹ bảo con đến công ty của ba Xem mà học hỏi quản lý kinh doanh Mà con cứ ham chơi Bây giờ con đến công ty đây con nói thật chứ không lẽ con nói dối mẹ làm gì thật ra con suy nghĩ kỹ rồi trời mãi cũng chán nên con muốn học hỏi kinh doanh nên con đến công ty của ba để học hỏi đấy thật ra hạo dân chỉ muốn chứng minh bản thân mình cho hạ thu thấy cho nên việc đầu tiên anh phải đi làm hơn nữa là đấu với đặng gia khiêm bà kim thòa thấy con trai thay đổi thì lấy làm vui mừng vì chỉ khi con trai có ý chí tiến thủ thì công tư cũng như gia sản nhỏ họ Lý, chồng bà là ông Quốc, để lại cho hạo dân con bà. Còn biết nghĩ như vậy là tốt, cả cơ ngơi sau này đều là của con, nên con phải cố gắng, cho bà con thấy con có năng lực. Con biết rồi, thôi, con đi đây. Tôi bắt taxi về nhà do trước đó tôi nói với tài xế về trước. Lúc này điện thoại reo lên, tôi lấy ra xem thì là số của chồng tôi. Alo, em đang ở đâu đấy? Tôi đang sang nhà bà nội Hà chơi, còn bây giờ đang trên đường về. Vậy em bảo đi taxi đưa đến câu lạc bộ Khải Hoàng nhé. Làm gì thế? Đừng có hỏi nhiều, nếu như em muốn đi làm. Nghe được đi làm đương nhiên là tôi muốn. Ok, tôi đến ngay đây. Tắt máy xong tôi nói với tài xế chờ tôi đến câu lạc bộ Khải Hoàng mà chồng tôi vừa nói. Còn Gia Khiêm đứng lên rời khỏi bàn làm việc để chuẩn bị đến câu lạc bộ gặp Hạ Thu trước đó anh phải đau đầu khi mà mộng cúc cứ làm phiền anh một hai đến sân bay để gặp trước khi cô ta ra hà nội nên sáng sớm anh phải tranh thủ đến sân bay để gặp cô ta mộng cúc cả đêm không ngủ khi mà vợ anh nghe điện thoại vốn muốn hẹn gặp anh trước khi ra hà nội nhưng mà lại không được cho nên sáng sớm cô ta nhắn anh đến sân bay gặp mặt ở nơi chờ mộng cúc đưa mắt tìm kiếm cô sợ anh không đến gặp mình nên khi nhìn thấy gia khiêm Cô vui mừng lắm, chạy đến ôm chầm lấy anh. Gia dạ Khiêm có chút bất ngờ trước hành động này của Mộng Cúc, anh nhanh chóng gỡ tay của cô ra. "Mộng Cúc, em đang làm cái gì thế hả?" "Em em sắp đi xa, một thời gian không được gặp anh. Vậy mà ngay cả cái ôm tạm biệt, anh không thể nào cho em à?" "Không phải như vậy, mà anh phải nói rõ, giữa chúng ta." "Thôi thôi, anh không cần phải nói. Lời em trước kia hay bây giờ" điều không thay đổi mà anh từ chối em vì anh không quen được vợ cũ thì em cam chịu do em là người đến sau còn bây giờ anh lại đang có tình cảm với cô vợ mới thì em không bao giờ chấp nhận được em đến trước em dùng cả thanh xuân để chờ đợi anh Mộng Cúc lên tiếng cắt ngang lời anh đang nói gia khiêm thật sự không ngờ Mộng Cúc lại cố chấp đến như vậy chuyện tình cảm là điều không thể lý giải ngay cả anh còn không hiểu được bản thân của mình cơ mà Tại sao em không thông suốt chứ Anh mới là người không thông suốt Em có cái gì không tốt Em yêu anh nhiều như thế nào anh phải hiểu Anh cũng nên công bằng với em một chút chứ Giờ em lên máy bay rồi Em mong khi trở lại Giữa em và anh Sẽ có thay đổi Nói xong mộng cúc kéo vali đi vào bên trong Cô thầm nghĩ Gia khiêm mong anh đừng làm em thất vọng Vì anh em có thể làm tất cả Ngay cả chuyện giết người Gia Khiêm đứng nhìn Mộng Cúc đi khuất vào trong. Mặt của anh hiện lên phiền muộn. Đúng như cô nói, anh mong thời gian ở nơi mới, cô có thể từ bỏ chấp niệm với mình. Tài xế chờ tôi đến nơi. Sau khi trả tiền xong tôi bước xuống xe. Nhìn về phía trước mặt, tôi không ngờ ở đây lại lớn như vậy. Mà chồng tôi gọi tôi đến đây, để làm gì? Không lẽ cho tôi làm việc ở đây sao? Lúc này tôi thấy từ bên trong có người bước ra. Đó không ai khác chính là Minh Tú tôi không nghĩ lại gặp cô ta ở đây. Còn Minh Tú vốn đến câu lạc bộ khải hoàng để xin việc vì nghe ở đây lương rất cao. Cô ta trước giờ quen ăn chơi không có lo làm, nên sau khi tốt nghiệp thì cũng vậy. Mặc sức đàn đúm với đám bạn, y bảo gia đình giàu có. Mới đây gia đình cô ta phá sản do làm ăn thua lỗ. Nhà cũng phải cầm cố trả nợ, nên cô ta không còn tiền để tiêu xài, nên phải đi xin việc. Có bằng cấp nhưng lại không có kinh nghiệm, nên chả có công ty nào nhận mà làm thì bị bó buộc giờ giấc và nội quy đối với người hay bay nhảy giống như Minh Tú là điều không thể. Minh Tú nhìn thấy Hạ Thu thì nghĩ rằng cô đến đây cũng giống như mình nên lên giọng mỉa mai. Cái thứ như mày mà cũng vác mặt đến đây để mà xin việc á, đúng là trái đất tròn. Cái đứa mình ghét lại cứ gặp suốt ngày. Tôi nghe Minh Tú nói thì lấy làm khó chịu. Cô ta làm như tôi muốn thấy mặt cô ta vậy nếu tôi muốn đến xin việc thì sao nơi đây đâu phải là cô làm chủ mà nhìn cô chắc cũng đến xin việc thôi tại sao lên giọng với tôi tao có đến xin ý, thì đẳng cấp của tao và mày vẫn khác nhau hồi xưa đi học cũng thế bây giờ cũng vậy mà mày nên về soi gương lại đi cái thứ như mày ai mà nhận tôi nhận thì sao minh tú nhìn đến gia khiêm thì gần như bất động không ngờ có một người đẹp như vậy anh còn bước xuống từ một con xe sang trọng chắc hẳn anh là ông chủ nơi đây một người mê tiền hám trai như minh tú làm sao bỏ qua cơ hội cô ta lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười óng hẹo đến gần gia khiêm hẳn anh đây là ông chủ nơi này em xin giới thiệu em tên là minh tú em đến đây xin việc gia khiêm không ngó ngàng đếm xìa gì đến minh tú mà nhìn qua hạ thu em đến lâu chưa em vừa mới tới vậy chúng ta vào trong Tôi theo chồng vào bên trong, bỏ Minh Tú đứng đó chứng hừng, còn Minh Tú bị ngó lơ thì vô cùng tức tối, tại sao Hạ Thu được mời vào còn cô thì không? Tức giận, Minh Tú đi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cô ta đành phải rời đi cùng với sự nhục nhã. Anh gọi tôi đến đây để làm gì? Em thấy nơi này thế nào? Rất lớn và sang trọng. Nếu tôi để em làm quản lý ở đây thì sao? Quản lý á? Nhưng mà tôi đâu có biết gì đâu thì em học hỏi. Mà ở đây cũng không quá phức tạp. Em chỉ cần quản lý nhân viên sổ sách, thu chi mà thôi. Tôi nghe chồng nói vậy thì thấy bản thân mình có thể làm được. Lúc này tôi mới ngờ ngợ và hỏi. Mà nơi đây là do anh làm chủ à? Ừ, có sao không? Tôi biết chồng tôi giàu, nhưng mà chưa có thể tưởng tượng đến mức nào. Một nơi lớn thế này mà chồng tôi làm chủ khiến tôi có chút bất ngờ. Gia Khiêm lúc này nhìn qua người đứng bên cạnh và nói. Gọi tất cả mọi người ra đây, tôi muốn thông báo một tin quan trọng. Dạ vâng. Người đó đi vào trong, lát sau có thêm hai ba người đàn ông nữa đi cùng, đến trước mặt chồng tôi thì cúi đầu cung kính. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hạ Thu quản lý mọi việc ở đây, có cái gì phải hỏi qua ý của cô ấy, lời nói của cô ấy chính là lời nói của tôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thu, từ trước đến giờ họ quen nghe lệnh của Mộng Cúc cũng như biết lời cô cũng là lời của ông chủ. Nhưng giờ đây lại đột ngột thay người, bọn họ vẫn còn ngờ vực. Gia Khiêm thấy cả đám im lặng thì lớn tiếng. Tôi nói các người không nghe sao? À, dạ vâng, bọn em nghe rồi. Biết như vậy là tốt, còn bây giờ, lùi hết mà làm việc đi. Tất cả đi hết rồi, Gia Khiêm mới nhìn qua Hạ Thu. Ở đây bọn họ cũng như nhân viên, sẽ nghe lời của em. Bây giờ tôi đưa em đi xem, nơi làm việc nhé. Tôi nghe như vậy gật đầu rồi theo chồng lên lầu. Bước vào một căn phòng tôi thấy ở đây rất lớn. Đặc biệt có treo ảnh của một người phụ nữ. Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Đây là nơi làm việc của em. Có gì bọn họ sẽ vào đây báo cáo cho em biết. Trên bàn là quy tắc của câu lạc bộ. Em cứ đem về và xem qua. Tôi đến bàn cầm lấy lên xem. Lướt qua thì thấy có rất nhiều quy định. Không thể một lần xem hết. Nên tôi bỏ vào túi sách để mang về nhà xem kỹ hơn vậy khi nào tôi có thể đến đây làm cứ lúc nào em muốn đến thì em cứ đến mà anh trả lương cho tôi à xa khi em nhìn cô vợ nhỏ chưa gì lại hỏi đến tiền lương nhà tôi em ở cơm tôi em ăn thẻ tôi em giữ tiền tôi em xài vậy mà em còn muốn tôi trả lương cho em sao nhưng cái đó khác nhau mà những thứ mà anh nói là một người vợ xứng đáng có được còn đi làm thì phải có lương chứ gia khiêm đành chịu thua trước lời lẽ đó của hạ thu thôi được rồi hàng tháng tôi đưa cho em một khoản riêng xem như tiền lương nhưng mà em còn chưa làm việc mà đòi lương à ừ, hơi sớm rồi đấy nhá một khi quyết định làm gì tôi đều sẽ cố gắng hết mình càng không bao giờ bỏ cuộc anh cứ yên tâm đi tôi sẽ làm tốt công việc của mình tôi tạm thời tin em giờ cũng chưa rồi tôi đưa em về nhà anh rảnh à? Không phải ra khiêm rảnh vì công việc của anh gần như không bao giờ hết. Nhưng anh lại muốn đưa cô về nhà. Đơn giản vậy thôi. Cũng có thể nói là như vậy. Tôi vẫn nhớ cậu muốn tôi đưa chồng về chơi cũng như để cậu yên tâm nên sẵn đây chồng tôi bảo rảnh tôi nảy ra một ý định. Chúng ta không về nhà mà đến nơi khác có được không? Em muốn đi đâu? Tôi muốn anh đưa về nhà cậu mợ. Tại cậu nói lúc nào rảnh thì đưa chồng về mà anh toàn bận hôm nay anh nói rảnh tôi mới dám rủ anh gia khiêm cũng muốn tìm hiểu qua gia cảnh cũng như người thân của hạ thu nên đồng ý ừ cũng được tôi nghe như vậy thì vui mừng nắm lấy tay của chồng cảm ơn anh nhìn thái độ của cô vui đến như vậy khiến tâm trạng của gia khiêm tốt hơn em có cần vui đến mức như vậy không tại anh không biết thôi từ khi tôi lấy chồng cậu mợ đều lo lắng không yên hơn hết mọi người đều cho rằng tôi lấy một ông chồng già nên hôm nay anh chịu đến chắc là cậu mợ tôi yên tâm lắm mà những người kia họ cũng sáng mắt lên bởi vì chồng tôi không già mà ngược lại còn trẻ đẹp tôi đẹp thật sao tuy anh lớn tuổi thật nhưng mà bề ngoài của anh còn đẹp lắm nhưng mà có tốt nước sơn lẫn gỗ không thì tôi không biết Nhìn Hạ Thu mà sắc mặt da khiêm tối đen Ý cô là bảo anh không có năng lực đàn ông sao Cô vợ này cũng quá xem thường anh rồi Em có muốn thử không Tôi nghe như vậy thì biết mình nhỡ lời Nên vội vàng đánh trống là Thôi 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 Mình đi không muộn bây giờ Nói xong tôi kéo chồng đi ra khỏi phòng Sau đó lên xe Rồi chỉ đường cho tài xế Chờ đến nhà cậu mợ Sau khi ra khiêm đi Thì bọn thuộc hạ liền xì xào bàn tán với nhau Cô ta là ai mà có vẻ thân với ông chủ thế nhỉ? Còn để làm quản lý, thay cho chị hai. Ai mà biết, nhưng mà nhìn cách đối xử của ông chủ, hẳn không đơn giản đâu. Tốt nhất là chúng ta nên yên phận, làm đúng nhiệm vụ của mình. Mày nói phải, mà con nên báo cho chị hai không nhỉ? Thôi, mất công xảy ra chuyện. Bọn mày không hiểu tính của chị hai à? Mày nói đúng, thôi, đi làm việc nào. Xe của chồng tôi lúc này đến trước đầu hẻm, tôi quay qua nói. Nhà cậu mở ở trong hẻm Xe không vào được đâu Chúng ta phải xuống đi bộ thôi Mở cửa xe tôi bước xuống trước Gia Khiêm nhìn ra nơi đây Đa số là những người nghèo nhập cư sinh sống Hẳn là cuộc sống trước đây của Hạ Thu Cũng rất khó khăn Tôi dưng trong lòng anh lại cảm thấy xót xa Khi nghĩ đến điều đó Lúc này tôi thấy bác Năm đi đâu về Nên lên tiếng chào hỏi Con chào bác Năm Bác đi đâu về đấy ạ à? Hạ Thu đi à Nay lại về thăm anh chị Vân đi à? Dạ vâng. Bác Năm nhìn đến người đàn ông cao giáo ăn mặc sang trọng bên cạnh Hạ Thu. Ờ, ừ, thế đây là... Dạ, đây là chồng của con bác Năm ạ. À? Vậy á? Nhìn chồng con với con đẹp đôi quá. Thế mà có mấy người nhiều chuyện đồn đoán. Chồng con là một ông già. Giờ thấy chắc bọn họ xấu mặt lắm. Tôi cười vì tôi vốn không quan trọng. Miệng lưỡi của người đời. Kệ họ đi bác Năm. Thôi con xin phép vào nhà Ừ Nghe đâu chồng chị Vân đang bị bệnh đấy Cậu con bệnh à Hình như là đau cái gì đấy Vâng vâng con vào nhà xem cậu con đi ạ à? Dạ khiêm nãy giờ đứng cạnh Cũng nghe được hết cuộc nói chuyện của Hạ Thu Với người mà cô gọi là bác Năm Anh nghĩ ở đâu cũng có một số người Thích bàn tán chuyện của người khác Đặc biệt là ở những nơi thế này Lại có nhiều bà tám Nhưng điều làm anh thấy ngạc nhiên Là Hạ Thu lại không tỏ ra bất mãn hay ghét khi nghe họ nói xấu mình ngược lại cô rừng dưng giống như đó là chuyện bình thường ở một cô gái nhỏ mà lại mạnh mẽ như vậy khiến anh có cái nhìn khác về cô tới rồi nhà cậu mợ tôi ở đây gia khiêm nhìn ngôi nhà nhỏ lụp xụp trước mặt anh không nghĩ nơi đây là nơi để người ở nó còn thua cả phòng tắm của nhà anh tôi thấy chồng cứ ngần người ra thì hiểu người như chồng tôi chắc chưa bao giờ đến những nơi như thế này nhà nhỏ nên anh đừng chê nhé. Gia Khiêm nhìn biểu cảm trên gương mặt của mình. Chắc là phải như thế nào đó mới khiến cho cô nói như vậy. Chỉ là không nghĩ rằng cô lại sống ở một nơi phức tạp, lại thêm một nơi nhỏ như thế này. Thì cô trải qua những gì? Thật sự anh rất tò mò. Không có, mà em định để tôi đứng ngoài này hay sao? Mời anh vào. Tôi cùng chồng bước vào trong, thấy cậu đang nằm ngủ trên ghế xếp. Còn mợ đang cắt cắt cái gì đó. Tôi lên tiếng. Cậu mợ, con mới về. Hạ Thu, con về đi à? Ờ, thế đây... Dạ, đây là chồng con. Nay chồng con rảnh, con đưa anh ấy về nhà mình chơi. Mà cậu bệnh thế nào à mợ? Cậu còn bị đau khớp ấy mà. Con, con nhanh nhanh, mời chồng con vào đi. Ngại quá, à, nhà có hơi chật hẹp. Dạ, không sao đâu à. Tôi đến tủ lạnh rót nước mang đến cho chồng. Anh uống nước đi Em cứ để đấy đi Lúc này tôi mới hỏi mợ Mà mợ đang làm gì thế này À mợ mang cái hàng này Về làm kiếm thêm chút tiền Mợ vừa nấu chè Bán chè đã mệt rồi Lại còn mang thêm việc về nhà làm thế này Thằng Huy nó sắp trở lại trường học Nên mợ muốn kiếm thêm ít tiền Sắm sửa cho em ấy chiếc xe đạp Đấy Mợ để con lo cho em được mà Thôi cái gì cũng nhờ con làm sao được Giờ con đi làm dâu Làm vợ nhà người ta rồi Như thế làm sao Con ăn nói với bên nhà chồng Giả khiêm nãy giờ im lặng Anh nhìn khắp ngôi nhà chả có gì giá trị Ngoài cái tivi và tủ lạnh mới Đây hẳn là đồ mà Hạ Thu Nói với anh là mua cho cậu mở Mở đừng nghĩ ngợi nhiều Vợ con muốn giúp ấy Là điều tốt Con thấy xe đạp thì bất tiện Để vợ chồng con mua cho em cái xe máy Để tiện cho việc đi học ấy chết Như vậy mợ ngại lắm Tôi nhìn qua chồng thầm cảm ơn Bởi vì không nghĩ rằng chồng tôi Lại nghĩ tốt cho người thân của tôi như vậy Chồng con nói vậy thì mợ đừng có ngại Mà mợ có đưa cậu đi khám chưa ạ à? Mợ có bảo mà cậu con sợ tốn kém Nên có chịu đi đâu mồ thuốc uống mà không thấy thuyên giảm gì Để con khuyên Rồi con đưa cậu đi khám Chứ ở nhà mãi thế này không được ạ à? Con xem mà nói cho cậu chưa mợ nói cậu không nghe Mợ cũng chả biết phải làm thế nào Lúc này mợ mới đến chỗ cậu ngủ Và gọi cậu dậy Anh ơi có vợ chồng Hạ Thu nó về chơi Anh dậy đi Tôi thấy cậu từ từ mở mắt Tôi vội vàng nói ngay Kìa cậu Cậu thấy trong người thế nào ạ à? Ừ thì cậu khỏe Con mới về đi à Dạ vâng Tôi thấy cậu muốn ngồi dậy Liền đính đỡ nhưng chồng tôi nhanh hơn Mà đi đến giúp cậu để con nữa cậu ạ à. cảm ơn con nay được gặp con cậu vui lắm từ khi hạ thu nó lấy chồng không ngày nào mà cậu yên lòng dù biết nó lấy chồng giàu nhưng mà chấp nhận lấy người không biết mặt là thiệt thòi từ bé một tay cậu mợ chăm sóc nuôi nó từ khi mới lọt lòng bà ngoại hạ thu luôn can dặn phải lo cho con bé nhưng cậu vô dụng mới khiến nó phải khổ dù hai đứa bắt đầu từ đâu nhưng giờ cũng là vợ chồng nên cậu muốn nói lời là người gắm hạ thu cho con. gia khiêm không ngờ hạ thu lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy, anh lại càng thấy thương cô nhiều hơn. cậu cứ yên tâm, con sẽ lo lắng cho vợ của con. được vậy, cậu có theo ông bà cũng yên lòng. cậu à, cậu sẽ khỏe mạnh, sống trăm tuổi bên con chứ? thì cậu nói thế thôi, chứ cậu phải chờ, ẵm cháu chứ? tôi gật gật đầu, nước mắt lúc này chảy dài trên gương mặt. Gia Khiêm chứng kiến cảnh như vậy, anh không thể nào cầm được lòng mình. Cậu bệnh thế nào à? Để vợ chồng con đưa cậu đi khám. Chỉ là đau khớp khi chờ trời, không có gì đáng ngại. Uống thuốc vài hôm là khỏe mà. Cậu đừng có ý y, bệnh thì phải đi khám chữa. Sẵn có xe, để con đưa cậu đi khám luôn. Tôi nghe như vậy cũng khuyên cậu ngay. Cậu à, cậu nghe chồng con đi cậu. Đúng rồi đấy anh à, anh nghe vợ chồng hạ thu đi. Dưới sự thuyết phục của mọi người cuối cùng cậu cũng chịu đi khám. Sau đó chồng tôi cõng cậu ra ngoài xe và tôi đi theo. Còn mợ ở nhà với em Huy. Từ lúc tôi về thì em Huy nằm ngủ trên giường. Lúc này mấy bà hàng xóm lại xì xào với nhau. Tôi nghe đầu người đó là chồng con Hạ Thu. Tưởng nó lấy ông già. Ai ngờ số sướng có chồng đẹp trai lại giàu có. Còn người ta có số cả bà ơi. Bà biết đâu nó làm lẽ cho nhà người ta kiểu vợ lớn không sinh được con Rồi nó về đấy để sinh con Sau rồi lại tống đi mà Mấy vụ này tôi thấy nhiều rồi Ừ, nghỉ lắm Chắc là vậy rồi Tôi thật không ngờ họ lại nghĩ tôi làm vợ bé Đúng là miệng lưỡi người đời Muốn nói sao thì tùy Bởi vậy tôi không để tâm Đó là điều đúng đắn nhất Đến bệnh viện tôi và chồng đưa cậu vào trong khám Đây là bệnh viện quốc tế nên rất lớn Lúc vừa đến cậu sợ tốn kém Mà trần trừ không chịu vào Tôi cùng chồng phải nói mãi Cậu mới đồng ý vào khám Do tôi không rành Nên mọi việc đều để chồng lo Từ việc đăng ký đến đưa cậu đi khám Tôi thì ngồi ở ghế chờ đợi Lúc này từ đằng xa tôi nhìn thấy một người Càng đến gần thì tôi nhận ra là bà Kim Thoa Thay bà ta nhìn ngó xung quanh Với thêm đeo khẩu trang nữa Cơ như sợ ai đó nhận ra vậy tôi thấy bà ta rẽ vào dãy hành lang ở đằng trước có chút tò mò nên tôi tiến đến xem tôi thấy bà ta đi vào trong một phòng bệnh tự nhiên tính tò mò tôi tiến đến để xem đứng nép bên cửa tôi thấy bên trong một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh còn bà kim thoa thì đứng bên cạnh tôi nói với ông rồi ông đừng có liên lạc với tôi cơ mà giữa chúng ta không còn dính líu gì ông đừng có làm phiền cuộc sống bình yên của mẹ con tôi Người đàn ông với sắc mặt xanh xao, nổi bật là một vết sẹo dài bên má, ho khan vài tiếng rồi nói bằng giọng trầm khàn. Anh chỉ muốn gặp con thôi. Em cũng biết bây giờ anh đâu còn sống được bao lâu. Anh thôi đi. Ngày xưa anh làm khổ tôi chưa đủ à? Tại sao bây giờ còn muốn làm khổ cả con trai của tôi? Nó sẽ như thế nào khi biết được rằng mình có một người cha tù tội? Kim Thoa, anh biết anh có lỗi với mẹ con em là do anh sai lầm nhưng anh chịu sự trừng phạt ở trong tù bao nhiêu năm rồi trong đó chưa một giây một phút nào anh không nhớ đến em và con trần dũng tôi nói cho anh biết tôi ngày xưa dại dột mới đi yêu anh trao thân cho một người như anh khó khăn lắm tôi mới tìm được một người đàn ông yêu tôi còn thương con trai của tôi xem nó chẳng khác gì con ruột cuộc sống của mẹ con tôi bây giờ rất tốt mong anh đừng có phá hoại như vậy Đã xem như anh chuộc lỗi với mẹ con tôi rồi Còn bệnh tình của anh ấy, Anh cứ yên tâm Chỉ phí chữa trị Tôi lo hết cho anh Nói xong bà Kim Thoa quay người ra đi Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng tiến về phía trước Vợ lấy điện thoại ra nghe Cũng may bà ta đi hướng ngược lại Nên không chú ý Sau khi bà ta đi khuất Tôi mới đến chỗ cửa Nhìn vào xem người đàn ông đó Tôi thấy ông ta có vẻ rất yếu ho liên tục đang cố lấy nước để uống mà còn không với được thầy tội nghiệp tôi mới bước vào để giúp chú ta chú muốn uống nước à để con lấy cho trần dũng nhìn cô gái xa lạ trước mặt lại có lòng tốt giúp mình cảm ơn cô dạ không có gì chú uống đi mà chú ở đây một mình không có người thân chăm sóc sao trần dũng nghe lời hạ thu hỏi mà gương mặt thoáng buồn vì ông ta là người đàn ông thất bại cho nên vợ con mới xa lánh mà cũng không thể nào trách được. Ngày xưa còn trẻ tính tình háo thắng, nên mới lầm đường lạc lối. Đáng lẽ ông đã có một gia đình hạnh phúc, cùng với đứa con sắp chào đời, thì tất cả đều bị chính tay ông phá nát. Trong một lần ăn nhậu cùng bạn bè, thì nhóm ông với bàn bên cạnh có xảy ra mâu thuẫn, sẵn hơi men cho người, cùng với những lời nói khích bác của bạn bè. Trần Dũng đã lấy dao chém người, cuộc ẩu đà đã cướp đi một mạng người, ông ta phải đi tù cùng với vết sẹo dài bên má, mãi mãi không thể nào xóa đi được sau khi ông bị bắt bà kim thoa gần như không đến thăm ông một lần biết là vợ giận nhưng ông nghĩ rằng thời gian nữa thì vợ sẽ tha thứ nhưng rồi ngày ngày tháng dần đi qua đi vợ cũng không đến sự tuyệt vọng dằn vặt rút dần sinh lực của ông cuối cùng đến hạn mãn tù được ra ngoài ông đã tìm về để mong được gặp vợ con nhưng mà những người hàng xóm nói với ông rằng vợ ông đã bán nhà và đi nơi khác ông không bỏ cuộc mà rong ruổi khắp nơi để đi tìm kiếm tin tức của vợ con dù trong người đang mang một căn bệnh lao phổi do thời gian sống thiếu thốn trong tù một hôm lang thang trên đường ông vô tình gặp được bà kim thoa khi bà từ một cửa hàng sang trọng bước ra ông vui mừng chạy đến kim thoa là em có đúng không bà kim thoa bất ngờ khi thấy chồng cũ của mình hơn hết ông trong bộ dạng rất thảm hại quần áo chẳng lành lặn, người thì dơ giấy bẩn thỉu, nhìn không khác gì một tên ăn mày. Ngày xưa cũng vì ông giết người mà bà bị mọi người chỉ trò bàn tán xa lánh. Khi đó bà đang mang thai hạo dân, không chịu được miệng người đời, bà phải bán nhà, đi nơi khác sinh sống. Cũng vì điều đó bà hận Trần Dũng vô cùng. Vì ông mà bà và con phải lâm vào cảnh, có nhà không thì ở, để rồi lang thang, không trốn dung thân. May mắn bà được gặp ông Quốc, không chê mà còn yêu bà thật lòng, cho bà và con trai có cuộc sống đầy đủ. Bà nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại người đàn ông, làm mình đau khổ, thì giờ đây ông lại đứng trước mặt mình. Ông nhìn nhầm người rồi. Không, em là Kim Thoa, em là vợ của anh mà. Anh đi tìm em cực khổ lắm, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Trước sự níu kéo đó của ông cùng với ánh mắt mọi người nhìn mình, bà Kim Thoa đành phải nhận thì đã sao? Ông làm khổ tôi chưa đủ à? Bây giờ ông còn đi tìm tôi làm gì? Cuộc sống của tôi đang rất tốt. Mong ông đừng có phá hoại nó. Ông Trần Dũng không ngờ vợ lại hận mình đến như vậy. Nhiều năm rồi mọi thứ đã thay đổi. Nhìn vợ bây giờ ăn mặc sang trọng thì hẳn cuộc sống của bà tốt hơn. Ông cũng không muốn làm phiền nhưng mà ông rất muốn gặp con trai của mình. Em cho anh gặp con đi. Có được không? Không bao giờ. Tại sao chứ? Anh biết là em hận anh, nhưng đó là con của anh. Sao em lại ngăn cấm? Bà con anh nhìn nhận nhau. Anh nhìn lại mình đi. Người không ra người, ngọm không ra ngợm. Anh bây giờ không có cái gì. Hơn hết còn là kẻ mang tội giết người. Anh nghĩ rằng con trai biết mình có một người ba như vậy. Nó hãnh diện lắm hay sao? Con trai tôi bây giờ là có một người ba rất tốt. Rất thương nó. Còn cho nó những thứ mà cả cuộc đời này. Anh cũng không bao giờ mơ được đâu. Ông Trần Dũng nghe xong thì gương mặt bẩn, bám đầy bụi, lại càng thêm khắc khổ. Đúng bây giờ ông chả có gì, trong cơ thể còn mang bệnh. Không thể nào biết được sống bao lâu, ông lấy tư cách gì để nhìn con. Quay người rời đi thì bỗng nhiên ông ho lên, càng lúc càng nhiều, đưa tay lên miệng thì máu đỏ cả lòng bàn tay. Sau đó ông ngất ngay bên đường. Bà Kim Thoa tuy hết tình cảm, nhưng cái nghĩa vợ chồng thì bà cũng không thể nào bỏ mặc ông được. Sau đó bà gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện. Giây phút nghe bệnh trạng của ông từ bác sĩ, bà gần như chết lặng. Bệnh nhân bị ung thư phổi, đã vào giai đoạn cuối, giờ chẳng khác gì đèn treo trước gió. "Bác sĩ, xin bác sĩ cố gắng cứu chữa ông ấy, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả." "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng sức khỏe bệnh nhân quá yếu, ung thư đã di căn, nếu bệnh nhân lạc quan tích cực ấy thì chắc là sống được vài tháng. Mà người bệnh còn tâm nguyện gì chưa làm thì mong người nhà hãy giúp bệnh nhân thực hiện nó đi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đi rồi, bà Kim Thoa nhìn vào phòng bệnh, người nằm bên trong đó từng là người mà bà yêu, đặt bao nhiêu hy vọng cho tương lai rực rỡ của cô gái mới lớn, nhưng tất cả cũng chính tay người đó phá nát đi. Biết ông muốn nhìn nhận con, nhưng bà không thể. Thà bà làm người ích kỷ bởi vì khó khăn lắm, bà mới cho con trai mình một gia đình hạnh phúc. Bà không thể vì sự thương hại mà khiến con trai của bà chịu tổn thương khi biết mình có một người ba như thế. Bà Kim Thoa bỏ tiền trả viện phí cũng như nhờ người chăm sóc cho ông Trần Dũng ở bệnh viện. Sau đó bà rời đi. Mấy ngày sau bà lại vào thăm để hỏi tình hình sức khỏe của ông. Tôi thấy chú cứ im lặng thì nghĩ chắc hẳn đó là chuyện riêng khó nói cháu xin lỗi cháu không có ý gì đâu ạ à? trần dũng nãy giờ hoài niệm lại chuyện cũ mà quên mất cô gái hỏi mình nên trả lời không có gì đâu cháu chú chỉ sống có một mình không vợ không con tội chú quá bệnh như thế này mà lại chỉ có một mình đây vốn là chú tự chuốc lấy mà cảm ơn cháu cháu đúng là một cô gái tốt dạ không có gì đâu ạ à? lúc này tôi cũng muốn biết quan hệ của chú và bà Kim Thoa nên tôi hỏi khi nãy cháu thấy có người bước ra từ phòng của chú đó là người quen của chú ạ à? à đó là một cố nhân nghe như vậy tôi không hỏi nữa tôi nghĩ có thời gian rảnh tôi sẽ vào thăm chú dù gì chú cũng có một mình không có ai chăm sóc mà giờ chắc chồng tôi và cậu cũng khám xong xuôi nếu không ấy nhìn thấy tôi họ sẽ lo lắng nên tôi lên tiếng vậy thôi chú nghỉ ngơi bây giờ cháu phải đi rồi rảnh rỗi cháu vào thăm chú ừ. cảm ơn cháu trước khi đi tôi không quên rót nước ra sẵn và đặt cạnh giường cho chú nước ở đây nếu có khát chú lấy uống à cháu xin phép trần dũng nhìn hạ thu mà thầm ước nếu như con trai mình cũng như cô thì ông có chết cũng mãn nguyện nhưng điều chắc chắn không thể bởi vì bà kim thoa đã nói không bao giờ để con trai gặp và nhìn ông cũng chẳng thể nào trách được bà do ông tự tạo ra mà thôi kết cuộc của ngày hôm nay cũng là xứng đáng ra khiêm sau khi đưa cậu Hạ Thu đi khám lấy thuốc xong thì trở lại chỗ trước đó cô kêu ngồi đợi nhưng lại không thấy cô đâu cả cô ấy đi đâu rồi nhỉ hay là con bé đi lạc rồi cô ấy cũng lớn rồi chắc là không đi lạc đâu à Hạ Thu bây giờ ít đi đâu bệnh viện này lớn sợ con bé đi tìm cậu với con rồi không biết đường mà trở lại hai cậu ngồi đây đợi con con đi tìm cô ấy Ừ, con đi đi sa khiêm dìu ông chú ngồi xuống ghế xong thì định đi tìm cô thì thấy hạ thu đang đi tới tôi thấy chồng và cậu ngồi đó thì vội vàng chạy đến chưa kịp nói gì thì chồng tôi lên tiếng hỏi ngay em đi đâu đấy tôi không tiện nói đi theo bà kim thoa nên viện đại một lý do à tại tôi thấy anh và cậu khám lâu quá nên tôi muốn đi tham quan ở đây một chút đi mà Đã bảo em ngồi đây đợi Thì phải ngoan ngoãn mà ngồi đợi chứ Đi linh tây linh tang Lỡ lạc người Người ta bắt cóc mổ lấy nội tạng Thì có khóc ấy, cũng chả có ai cứu đâu Ghê như vậy sao Mà tôi có phải là con nít đâu Nên anh đừng có hù dọa tôi Tôi không sợ Già khiêm có chút khó chịu Mà cô vợ còn mạnh miệng như vậy Trong khi lúc nãy anh đã lo lắng cho cô Tôi chả hù dọa gì đâu Ông Chí nhìn hai vợ chồng như vậy thì cười ngay. Hạ Thu, chồng con nói đúng. Con đừng có đi lung tung. Nãy chồng con còn định đi tìm con đấy. Anh lo cho tôi à? Ai thèm lo cho em? Để người ta bắt đi. Tôi còn mừng vì đỡ tốn cơm. đúng là cái đồ độc ác. Sau đó chúng tôi đưa cậu về nhà. Tôi nghe kết quả khám cũng không có gì đáng ngại. Chỉ do cậu đau khớp để lâu không điều trị nên bây giờ mới bị như vậy kiên trì uống thuốc châm cứu sẽ nhanh khỏi tôi nghe xong cũng rất mừng đưa cậu về nhà thì mợ đã làm cơm nước xong xuôi cậu mợ cứ bảo ở lại ăn cơm rồi về mà tôi ngại chồng tôi trước giờ quen ăn đủ ngon lại sống nơi rộng rãi còn ở nhà cậu mợ ăn uống đạm bạc và vô cùng chật hẹp sơ sài sợ không quen tôi định từ chối thì chồng lên tiếng cảm ơn cậu mợ thế rồi chúng tôi ngồi dưới nền gạch để ăn cơm Do không gian nhỏ nên không để bàn ghế được. Hôm nay mợ nấu bầu với tép cùng với món cá kho. Tôi ăn mà len lén nhìn qua chồng, thấy chồng ăn cũng rất ngon miệng. Cậu tạm thời đừng đi làm, chờ khỏe hẳn rồi cậu hãy đi. Thôi, cậu mà không đi làm, người ta lại tìm người khác mất. Cậu nói cũng đúng, làm bảo vệ nghỉ hai ba hôm, chứ nghỉ lâu họ lại tìm người khác đổi ngay. Mà nhà mợ cầu gần như là trụ cột, tôi thì chưa có đi làm nên không thể nào lo được cho cậu đang không biết làm sao thì lúc này chồng tôi lên tiếng cậu có lo nghỉ ngơi trước việc làm mất cũng chả sao có cái gì con sắp xếp cậu đến chỗ con làm như vậy là phiền con rồi đã đưa cậu đi khám giờ lại còn lo công việc cho cậu có cái gì đâu ạ à? cậu cũng như người thân của con thôi ông chí mới tiếp xúc qua gia khiêm thì rất hài lòng về người cháu rể này Ông cũng yên tâm. Cậu cứ nghe chồng con đi ạ. À? Bây giờ phải lo chữa trị bệnh trước. Anh à, anh cứ nghe Hạ Thu với chồng của nó đi. Ông cuối cùng cũng đồng ý theo Hạ Thu và Gia Khiêm là tạm thời nghỉ để lo chữa trị bệnh. Sau khi ăn cơm xong xuôi mợ tôi đem dưa hấu ra tráng miệng tôi lấy tăm cắm vào đưa cho chồng. Anh có ăn không? Mà chắc anh không ăn mấy loại bình thường này đâu nhỉ? Tôi nói xong định đưa miếng dưa vào miếng thì chồng tôi giật lấy. Ai nói là tôi không ăn? Em đừng có tham ăn như vậy. Mà hình như em tuổi heo à? Tuổi heo thì sao? Chả sao cả. Chỉ là cây nết ăn ấy, sống hết con heo. Có anh là heo thì có. Em mới là heo ấy. Tôi nhìn chồng vừa ăn dưa vừa trêu tôi nên tức quá. Tôi trồm đến định giành lại miếng dưa. Thì sơ ý lại cả người nhào vào lòng của anh. Hơn hết, môi của tôi lại áp sát vào mặt của anh. Tôi tròn mắt xấu hổ mặt đỏ nóng bừng bừng, hơn hết còn trước mặt cả cậu và mợ. Tôi vội vàng rời khỏi người chồng rồi lắp bắp. Con, con đi rửa mặt. Gia Khiêm cũng bất động vào giây phút mà Hạ Thu hôn lên má của mình, cảm giác giống như có tia điện xẹt qua. Hơn hết là biểu cảm xấu hổ của cô, đúng là rất đáng yêu. Bất giác, anh đặt tay lên mặt mình và nở một nụ cười. Còn bà Vân cùng với ông Chí, nhìn cả hai như vậy thì chỉ biết mỉm cười. Hai người chỉ mong Hạ Thu có thể hạnh phúc bởi vì cô đã khổ từ bé. Khi mà cô em chồng đã bỏ chính đứa con của mình mới sinh, khi đứa bé chưa được bú sữa, thì lại lén lén bỏ đi biển biệt. Ngay cả khi mẹ chồng bà chết cũng không được nhìn mặt em gái. Bà Vân về làm vợ ông Trí vì cô em chồng không có ở nhà. Bà chỉ nghe là đi làm ở Sài Gòn. Sau khi bà về được năm thì bất ngờ cô em chồng trở về cùng với cái bụng bầu. Dù mẹ chồng và chồng gặng hỏi ba đứa bé Thì cô em chồng cũng không nói Sau đó thì không ai hỏi đến nữa Cô em chồng cũng ở lại Đợi ngày sinh nở Vào đêm mưa gió Ông Chí chờ em gái đến trạm xá để sinh Khi mà cô đau bụng truyền giả Lúc này bà Vân và ông cũng đi cùng Đến trạm thì người người Đỡ đẻ Do dễ sinh nên chẳng bao lâu tiếng khóc của đứa trẻ vang lên Ông Chí ấm cháu trên tay Đó là một đứa bé gái bộ bấm Nước da trắng hồng rất đáng yêu ông đưa đến cho em gái em xem con em này con bé dễ thương quá anh đem đi chỗ khác đi cô út à cô cho bé bố đi tôi bảo anh chị đem nó đi đừng để tôi phải nhìn thấy mặt nó ông chí cho rằng em gái vừa do sinh tâm trạng không ổn định nên bồng đưa bé đưa cho vợ rồi hai người bước ra ngoài do đứa bé khát sữa mà khóc lên ông chí phải chạy đi mua hộp sữa ngoài để cho cháu uống tạm. Bà Vân thì lo giữ đứa bé, qua lúc sau khi mua sữa về khuấy tạm cho uống thì đứa bé cũng nín và đi ngủ. Ông Chí kêu vợ ấm vào để đứa bé nằm bên cạnh mẹ, nhưng một lúc sau bà Vân trở ra với sắc mặt bàng hoàng. Anh à, cô Út đi đâu mất rồi? Em xem kỹ chưa, nó mới sinh có thể đi đâu được. Huống gì, còn con nó. Em vào xem hết rồi, không thấy cô Út đâu cả, cái giường trống trơn. Sao nó lại có thể bỏ con mà đi? Thôi được rồi, em ở đây. Anh chạy đi tìm nó. Ông Chí nói xong thì chạy đi ra khỏi trạm xá để đi tìm em gái. Trong đêm khuya vắng lặng, ông vừa chạy vừa gọi tìm em gái, nhưng tất cả đều vô vọng. Bà Vân ở trạm xá đợi chồng về, lúc này ông Chí thất thểu đi vào. Bà vội vàng hỏi: "Sao rồi anh? Có tìm thấy cô Út không?" Ông Chí lắc đầu ủ dù bà vẫn nhìn đứa bé đò hòn trên tay mà không cầm lòng được vừa ra đời không được hưởng thụ dù chỉ là một giọt sữa mẹ thì bây giờ lại bị mẹ bỏ rơi vậy đứa bé bây giờ phải làm sao hả anh tại sao cô út lại bỏ con mình mà đi như vậy chứ vợ chồng mình sẽ nuôi đứa bé dù sao cũng là cháu của mình nó mang nặng đẻ đau mà còn không biết thương con không lẽ mình cũng bỏ đứa bé không có tội tình gì Tuy không có tình thương ba mẹ, nhưng người làm cậu anh phải cho con bé tình thương. Anh sẽ đặt tên cho con bé là Hạ Thu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Khi chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, thì Tâm An không biết phải nói như thế nào về cuộc đời của Hạ Thu Thật sự là rất là thương cho cô gái này Tại sao người mẹ của cô ấy lại bỏ cô ấy đi Khi mà chưa cho cô ấy bú được một giọt sữa nào Sau khi mà nghe cậu chí kể lại Thì lại càng thương xót hơn Vậy nên bây giờ Hạ Thu gặp được một người chồng tốt Yêu thương lo lắng quan tâm cho cô Là một điều rất đáng để xảy ra Chúng ta phải trải qua rất nhiều sự vất vả khó khăn tồi nhục Thì chúng ta mới có thể gặt hái được quả ngọt và những gì mà hạnh phúc nhất đang dành đến với hạ thu chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem hạ thu phải sống như thế nào khi mà người chồng của cô chưa bày tỏ sự yêu thương đối với cô mà anh ta lại có ý định làm trái đi trái tim của mình hãy cùng theo dõi với tâm an nhé còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc xin chào và hẹn gặp lại